Cho nên Tịnh Tông có một bộ sách gọi là Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận. Giảng sanh rốt cuộc là sanh hay là không sanh? Cổ nhân có câu nói rất hay: sanh quyết định sanh, đi thật không đi. Câu này nói rất thú vị. Giảng sanh nhất định giảng sanh, đã đi chưa? Chưa đi. Không lìa pháp tánh là ý nghĩa này. Giống như chúng ta xem tivi, bây giờ lấy nó làm ví dụ rất tiện. Tivi này có hơn 100 kênh, mọi quốc gia đều có. Chúng ta ở đây muốn xem Trung Quốc, bật kênh lên, Trung Quốc hiện ra. Sanh quyết định sanh, ta nhìn thấy đối phương, đi thật không đi? Ngay tại đây. Chúng ta muốn xem nước Mỹ, đổi một kênh khác, nước Mỹ hiện ra. Trước đây không có công cụ này, khó lãnh hội. Hiện nay công cụ này bày ra trước mắt, quá thật là như vậy. Ở Mỹ tôi nhìn thấy điện ảnh lập thể, mà hình tròn, người đứng ở giữa, bật kênh lên giống như chúng ta đứng vào trong đó vậy, khiến ta có cảm giác rất thật. Mình ở ngay tại đây. Những người đi tới đi lui đều nhìn thấy hết. Sanh quyết định sanh, đi thật không đi. Là thật không phải giả. Vì phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Như thế nào là thật? Khi tắt tất cả màn hình, tắt hết kênh truyền hình, chân tướng liền hiện tiền. Đó gọi là thường tịch quang.